xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau đi tiếp tục đi tìm hiểu về một trong những sản phẩm hiện tại anh đang dùng Và cảm thấy tác dụng của nó vô cùng tuyệt vời nhé Đó chính là dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric đến từ Hàn Quốc Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi các bạn có biết là da xấu bắt nguồn từ đâu không? từ việc chúng mình không vệ sinh da sạch sẽ này, rồi là chúng mình không chăm sóc cho da hay không không cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da. từ đó thì da của chúng ta bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa cũng như là khô da để mà nói thì trước đây anh là một người có da khá là xấu và hiện tại vẫn đang bị mọc mụn đây. Trước đây thì da của mình cực kỳ khô luôn và nó khô đến cái mức độ là bị bong vẩy trắng da rồi sau đó bị mẩn đỏ lên và đó chính là tình trạng da bị thiếu nước và từ tình trạng đó thì khiến cho da của anh xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn cũng như là lão hóa rất là nhanh. Sau một thời gian dài thì mình hiểu được cái tầm quan trọng của việc là phải chăm sóc da như thế nào ý. Thế nên là mình đã bắt đầu chú trọng hơn vào các bước kinh cũng như là mình dưỡng ẩm tốt hơn cho da và cũng như các bạn thôi mình được nhiều người giới thiệu đến dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inami Aquaric này. Để mà nói thì chất lượng của cái dòng sản phẩm này thì vô cùng tuyệt vời và chỉ sau từ 10 đến 12 ngày sử dụng thôi anh đã thấy sự khác biệt ở trong dòng sản phẩm này rồi. Dòng sản phẩm viên uống cấp nước INB Aquarix này là một trong những sản phẩm vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc Và nó đến cũng như đến từ thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc đó chính là CG Và nếu như nhắc đến CG thì mọi người sẽ nghĩ rằng ôi đây là hãng phim mà đúng không? Nhưng thực tế thì không bởi vì tập đoàn này còn có rất nhiều lĩnh vực khác nhau Từ thực phẩm cho đến là mỹ phẩm Và INB Aquarix chính là một trong những sản phẩm của C, tập đoàn CG Và bây giờ chúng mình cùng nhau tập trung kỹ hơn về tác dụng của dòng sản sản phẩm này bên cạnh việc cung cấp nước cho cơ thể của chúng mình thì dòng sản phẩm viên uống này còn có một tác dụng khác đó chính là cung cấp collagen cho da của chúng ta đặc biệt là đối với những bạn mà lười uống nước như ông anh thì các bạn nên sử dụng dòng sản phẩm này Tại vì tất nhiên rồi nếu như lời uống nước thì da của chúng ta vừa khô này, đồng thời là khiến thậm chí là khiến cho tóc của chúng ta khô và dễ gãy rụng hơn. Và chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến làn da của chúng ta rồi. Và sau một thời gian khi mà sử dụng sản phẩm này như anh vừa nói sử dụng từ 10 cho đến 12 ngày, chúng ta đã nhận thấy sự khác biệt rồi, đó chính là da của chúng ta căng hơn, mướt hơn, cũng như là có độ ẩm tuyệt vời, không khô như trước nữa. Và với một lọ sản phẩm viên uống cấp nước này thì thường chúng mình sẽ sử dụng từ 3 tháng cho đến là 4 tháng tùy theo cơ địa của chúng mình Và sau đó sẽ nghỉ tiếp 1 đến 2 tháng và sau đó lại dùng tiếp Và với dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquarix này Thì nó khá là thơm cũng như là cái thiết kế của nó như các bạn có thể thấy trên tay kiểu anh đây khá là đẹp Và nó có cái lọ thủy tinh màu trắng đục mới như thế này Chúng mình có thể nhìn thấy cái viên uống cấp nước ở bên trong Và nó sẽ có một cái lớp bảo vệ như thế này Cái này thì nó vừa bảo vệ cái dòng sản phẩm viên uống này ở nhiệt độ tốt nhất à, vừa khiến cho cái cái sản phẩm này của chúng mình khi mà chúng mình mở ra thì nó sẽ được niêm phong đầy đủ an toàn và các bạn hãy nhớ cho anh nhá là với dòng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng mình sẽ uống hai viên trước khi đi ngủ à, vào buổi tối trước khi đi ngủ và với dòng sản phẩm này thì phải nói là công dụng của nó Thì chúng ta sẽ thấy được chỉ sau 10 đến 12 ngày thôi Tuy nhiên thì Bên cạnh việc uống viên uống cấp nước này Các bạn cũng hãy nhớ rằng chúng mình Nên kết hợp với những phương pháp Skincare hay là chăm sóc da khác nhau Để bảo vệ cho da của mình Ngăn chặn quá trình lão hòa đến sớm này Đồng thời là khiến cho da của chúng mình được căng mướt Hơn và mịn hơn Và với dòng sản phẩm này Thì tuy nhiên thì phụ nữ đang trong quá trình Có thai và cho con bú thì lại không nên dùng đâu nhá à, Chỉ khi nào mà chúng ta cho con bú xong rồi và chúng ta đã qua cái thời kỳ mang thai rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này và với dòng sản phẩm này thì hãy nhớ cho kiều anh để mua được dòng sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất thì hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric đến từ Hàn Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website shop 24 h com để đặt hàng cũng như là nhận được tư vấn về sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn và nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Oanh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết rõ hơn tại sao chúng mình cần phải sử dụng viên uống cấp nước Inabi Aquaric và những công dụng tuyệt vời và dòng sản phẩm này mang lại cho da của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!